Cold. Cold. Đây là một tính từ có nghĩa là lạnh. Mình có thể diễn tả về thời tiết. The weather is cold. Thời tiết lạnh. I'm cold. Tôi lạnh. A cold house. Một ngôi nhà lạnh lẽo. Nhưng mà các bạn cũng có thể lấy cái từ này để diễn tả một cái cảm giác, ví dụ như là a cold greeting, một sự đón tiếp lạnh nhạt. She looked at me coldly. Cô ấy nhìn tôi một cách lạnh lùng. Nếu mà các bạn nói là I have a cold, có nghĩa là tôi đang bị cảm. Lúc này chứ không phải là tả lạnh bình thường nữa, nghĩa là tôi đang bị cảm. Ok. Favorite, đọc chậm là favorite. Favorite. Favorite là một cái sở thích hoặc là yêu thích. What is your favorite? What is your favorite? Sở thích của bạn là gì? My favorite is traveling. My favorite is traveling. Sở thích của tôi là đi du lịch. What is your favorite food? I like to eat pizza because it is my favorite food. Đồ ăn bạn thích là gì? Tôi thích ăn pizza bởi vì đó là món yêu thích của tôi. This is my favorite place. Đây là nơi mà tôi thích nhất. This is my favorite house. Ngôi nhà yêu thích của tôi. I'm listening to my favorite song. Tôi đang lắng nghe bài hát yêu thích của tôi. My heart will go on. Trái tim em sẽ không ngừng thổn thức. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Hàng đêm trong giấc mơ của em thấy anh và em cảm nhận được anh. That is how I know you go on. Đó là cách mà em biết anh còn đó. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on.